Xin kính chào tất cả các anh em đã quay trở lại với cả FB Shop ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì tôi đang ngồi ở đây và sẽ review với anh em, giới thiệu với anh em những cái sản phẩm mới tới từ thương hiệu Lining. Có phải mới không nhỉ? Hai sản phẩm này cũng không phải là hai sản phẩm quá mới, nhưng mà hôm nay tôi mới review đấy, cũng được gọi là mới rồi anh em ạ. Như anh em cũng biết là trong năm 2024, nhà Lining đã ra hàng loạt các siêu phẩm, đặc biệt là trong kỳ Olympic vừa rồi có rất nhiều các siêu phẩm đã được đưa lên sóng này, chẳng hạn như Harmotech 9000 này, 9000C, 9000Y này, Aonat 9000 này, Blade X 800, Blade 700, nói chung là rất nhiều các sản phẩm tới từ thương hiệu Lining được xuất hiện ở trên sóng của Olympic năm nay. Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi review một hai sản phẩm tới từ cùng một dòng, đặc biệt chưa? Hai sản phẩm tới từ cùng một dòng đều là Harmotech, nhưng hôm nay chúng ta sẽ đi review và nói chuyện với nhau về hai sản phẩm Harmotech 7000 và Harmotech 6000. Xin mời anh em. Vâng, thì để nói về dòng Harmotech thì cao cấp nhất vẫn là cây Harmotech 9000. Một cây vợt mà có màu xanh này, thiên hướng là lối đánh nó sẽ có phần tấn công, mà cái công của nó cũng khá ổn trong đánh đôi. Harmotech thì như tôi đã làm rất nhiều các sản phẩm rồi, thì Harmotech thường sẽ như kiểu dòng Aronaut vậy, thì nó sẽ giống như kiểu đấy, thì cái kiểu đánh của nó cũng là kiểu toàn diện, khá là toàn diện, nên là sẽ phù hợp hơn trong đánh đôi. Vậy thì không biết là 6000, 7000 sẽ như thế nào, còn 8000 và 9000 thì tôi đã làm review rồi. Anh em nào mà mong muốn tìm hiểu thêm về các dòng như 8000, 9000 thì hãy xem lại các clip trước nhé. Còn hôm nay chúng ta sẽ đi tập trung vào 6000 và 7000. Vâng, thì đầu tiên chúng ta sẽ có hình thức của 6000 và 7000. Về cơ bản nhìn bên ngoài thì anh em sẽ thấy nó hao giống nhau, chỉ có một cái đặc điểm duy nhất, đó là màu cam và màu trắng ở đây thôi. Màu cam và màu trắng ở đây thì cây màu trắng là cây Harmotech 6000, còn cây màu cam là cây Harmotech 7000. Đối xứng lại mặt bên này thì đều sở hữu cho mình một màu sắc, đó là màu xanh ngọc. Đây đây, cái gọng đằng này giống nhau này anh em. Đó, cái gọng đằng này giống nhau này và cái gọng đằng này khác nhau này. Về màu sắc là hai sản phẩm đều sở hữu trên mình nước sơn lì. Có một số cái đặc điểm để nhận dạng như vừa nãy tôi có nói đấy, đó là cái màu cây 7000 thì là có màu cam xanh ngọc, và cây 6000 là màu trắng xanh ngọc. Đây, cây 6000 và đây là cây 7000. Đó, những màu sắc này thì khá nhã nhặn, nhưng mà ở đơn cử ở phía khía cạnh của tôi thích 7000 hơn, bởi vì thường những cây nào nổi bật như cây là tôi thích, là tôi yêu. Đấy, cứ càng nổi bật càng thích càng yêu. Còn cây này thì cảm giác nó hơi nhạt nhòa một tí, nên là để mà lựa chọn thì tôi cũng chọn 7000. Sở hữu trên mình nước sơn lì, màu sắc chủ đạo thì như anh em vừa xem. Các cái họa tiết của cây 6000, của Harmotech 6000 được điểm thêm một chút những cái họa tiết, những cái lá cây, những cái bông hoa như kiểu hình tuyết rơi ấy, khiến mình cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng. Còn 7000 thì cho chúng ta một số cái họa tiết nhìn nó cứng rắn giỏi hơn, lửa hơn, những cái viền sắc lửa nhìn nó khá là cháy, khá là bốc. Đấy là về hình thức bên ngoài của hai sản phẩm. Tiếp theo đó là số đo 3 vòng của hai sản phẩm này. Thì hai sản phẩm Harmotech thì rõ ràng rồi, chúng ta cùng có chung chỉ số kích thước về mặt chu vi mặt vợt này. Đó, chiều dài đũa này và chiều dài cán cầm y như nhau, không khác cái gì cả. Y như nhau, không khác cái gì cả. Gần như giống nhau tuyệt đối. Mặt vợt thì được thiết kế vành bo tròn. Đây cũng là một thiết kế đặc trưng của dòng Harmotech thôi. Đó là những cái mà nhìn từ bên ngoài chúng ta có thể nhận biết được. À, có một chút nữa là chúng ta nhận biết về cái chữ mà chạy trên thân của cây 7000 ấy là màu cam, còn chữ chạy trên thân của cây 6000 là màu trắng. Thì cái đấy là để chúng ta phân biệt, nó đi theo cái đại diện màu sắc ở trên mặt vợt này thì nhìn khá là ok, nghĩa là chúng ta sẽ nhận biết cây vợt rất nhanh. Chắc chắn là nếu mà ai ra sân cầm cây này phát biết ngay 7000, mà cầm cây này phát là biết ngay 6000. Đây thì đều là hai dòng sản phẩm mà
với mức giá khá ổn của Lightning, không bị quá cao như 8.000 và 9.000, 6.000 và 7.000 có mức giá khá ổn, nên là anh em có thể cân nhắc chơi những cây này. Bây giờ chúng ta sẽ vào với phần thứ hai, đó là phần thông số kỹ thuật của các sản phẩm này và công nghệ đang được sở hữu trên hai sản phẩm. Hai sản phẩm này thì đều sở hữu cho mình cái chóp giống nhau. Đặc trưng của Habertech thì đều là có cái điểm tì tay, chúng ta tì khá dễ đấy, và nhấp nhô lên là như những ngọn núi ấy. Đấy, nhìn khá là đẹp. Hai cây vợt đều là cây vợt 4U và cho chúng ta lực căng tối đa là 30 lbs. 30 lbs thì khá cao rồi, ổn. Công nghệ thì những sản phẩm vợt này thì để tôi xem nào. Đầu tiên hai cây vợt thì đều sở hữu cho mình cái đũa là 6.8, hai module Slim Shark, thì những cái đũa này là đũa vừa, không phải là đũa nhỏ. Cây này thì đều là những cái cây vợt mà có độ đầm đầu nhất định. Để tôi xem một chút nữa về công nghệ trên hai sản phẩm. Hai sản phẩm đều sử dụng sợi carbon có độ đàn hồi cao cho khung vợt, giúp tăng cường sức mạnh này, với cả tạo ra những cú đánh nó tốt hơn, chạm cầu, những cái pha chạm cầu, những hai cái vợt này đều cho chúng ta cái điểm trợ lực khá tốt. Đó là công nghệ Ultra 2 Module Gigafire đó. Có một công nghệ mà sở hữu trên hai cây vợt này giống nhau mà tôi cảm thấy nó khá là hay, đó là công nghệ Arc Riftech. Nó sẽ giúp cho chúng ta có nhiều cái lực đẩy hơn để tăng cường cái độ linh hoạt. Đây là một công nghệ giúp làm thay đổi điểm uốn trên trục vợt này, tăng cường độ linh hoạt của trục này, giúp người chơi có những pha cầu ổn định và chuẩn xác nhất. Đấy, giúp cho chúng ta, nghĩa là cây vợt này thì nó cũng khá chắc chắn, có điểm, có độ đàn hồi, có điểm đàn hồi. Đấy, nên là cho chúng ta những cái pha cầu trên lưới có thể nhanh nhẹn, khá nhanh nhẹn. Đây là một cây vợt dòng Habertech, là dòng cầu thủ toàn diện mà, nên là sẽ có những cái cho chúng ta linh hoạt nhưng mà cũng không mất đi cái sức mạnh khi chúng ta cầm vào cuối cán cầm. Còn các công nghệ sở hữu trên cây vợt mà anh em muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể lên ebsoft.vn để chúng ta xem nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào với cái điểm swing này, trọng lượng và điểm cân bằng của cây Habertech 7000. Một cây vợt 4U như Habertech 7000 cho chúng ta trọng lượng là 85.6 cho tới 85.7 gram, 85.6 cho tới 85.7 thì cũng là một trọng lượng khá ổn. Thường thường như tôi cũng đã nói ở một số clip trước là bây giờ các cái cây vợt 4U sẽ được tăng cái trọng lượng lên một chút để cho chúng ta mượn lực dễ hơn. Đa phần là những cây vợt cân bằng thì sẽ tăng trọng lượng lên một chút để cho chúng ta mượn lực nó dễ hơn, đánh nó sẽ dễ hơn. Tiếp theo là điểm swing của cây vợt 7000, cây Habertech 7000 rực cháy. Nhìn đẹp trai thế nhỉ? Cây này mình có tiền mình mua đấy. Anh em cho tôi hỏi đến bao giờ mới có tiền để mua nhỉ? Điểm swing của 7000 85.5. Đúng. Tức là tôi cầm vào vợt nào tôi biết ngay vợt đấy. Biết ngay là nó sẽ có đôi điểm trợ lực khá tốt mà. Và cái chúng ta cần xem thêm ở đây đó là điểm cân bằng. Để tôi dự đoán nhé, cây này thì chắc chắn là không thể đến 300 điểm cân bằng được. Không thể đến 300 nhưng mà chắc chắn là trên 295. Ý, đúng như tôi dự đoán, cây này có điểm cân bằng là khoảng tầm 294 cho tới 295 mm. Chuẩn không? Dưới 300, trên 295. Đây là một cây vợt, thường thường như những cái sản phẩm vợt này sẽ là một cây vợt toàn diện. Điều đó là chắc chắn. Điều đó là chắc chắn. Thì bây giờ đến 6.000. 6.000 thì tôi nghĩ là đây sẽ một cây vợt khi mà tôi cầm vào nó có cái độ nặng đầu tốt hơn so với 7.000. Những cây này nó sẽ có điểm trợ lực tốt hơn đấy. Như 6.000 này thì sẽ thường thường dành cho những bạn nữ. Đặc biệt là 6.000 này có bạn nam U. Tôi nghĩ là các bạn nữ sẽ chơi cây này sẽ ổn hơn, nhưng mà phải tay tốt nhá. Chúng ta sẽ tới với 6.000. Nghĩa là nam ở mức trung bình khá và nữ tay tốt thì sẽ chơi 6.000 ổn. Chúng ta có trọng lượng của cây 6.000 là 85 gram. Điểm swing của cây vợt cạch. Có cái thân vợt khá nhạy cảm, điểm swing chúng ta cũng có điểm swing tương tự như 7.000 là 85.5. Cuối cùng là cái điểm cân bằng. Cây này thì tôi cầm vào tôi thấy đầm đầu, để tôi dự đoán nhé, chưa đo dự đoán. Cây này thì chắc tôi nghĩ là có cái điểm cân bằng nó phải khoảng tầm trên 300 đấy. Vâng, không ngoài dự liệu của tôi, cây này có điểm cân bằng mới chỉ gần 300 thôi. 298 tới 299, nó tùy thuộc vào từng cây anh em ạ, nó có thể vênh điểm cân bằng một xíu nữa. Nhưng mà đúng là tôi cảm nhận được là nó đầm đầu hơn so với 7.000. Đó là điều chắc chắn. Anh em thông cảm nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có hai sản phẩm này, thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì?
chắc chắn là chúng ta sẽ phải ra sân với hai sản phẩm này. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là sẽ đi căng cái dây cho hai cái sản phẩm này, rồi đo cái thông số, sẽ thông báo thông số là bao nhiêu và ra sân trải nghiệm cho anh em cùng biết anh em nhé. Let's go. Căng xong rồi. Hiện tại hai sản phẩm đang được căng 65T đều ở mức cân 11 cân rưỡi hết nhá. Ổn không? Anh em thấy nào, nghe tiếng kêu thôi là tối nay đã thấy cháy rồi. Những cây vợt cân bằng là những cây vợt sở trường của tôi. Tối nay tôi sẽ ra chơi những em này. Nhưng mà chắc chắn là 7.000 thì tôi cảm thấy thuần tay hơn đấy. Còn 6.000 thì có vẻ là hơi trợ lực nhiều quá. Trợ lực nhiều đập chắc mạnh. Bây giờ chúng ta sẽ đo cái điểm swing của cây 6.000 khi đã có dây. Điểm swing của cây vợt khi có dây là 89. Đấy là của 6.000. Còn điểm swing của cây 7.000 khi đã có dây. Cũng là 89 nhưng chấm 5. Đó là của 7.000. Điểm swing. Đây là chưa cuốn cán anh em nhé. Chưa cuốn cán nó chưa được gọi là chính xác lắm đâu. Nên tôi sẽ bù trừ đi một tí. Điểm... Vâng, cái điểm cân bằng nếu mà có cả đủ cả cuốn cán thì cây này thì nó ở khoảng tầm 296 cho tới 297mm. 6.000. 6.000 cho chúng ta cái điểm cân bằng cao hơn. Có cả dây vào, có cả cuốn cán và tôi phỏng đoán nó rơi vào khoảng, không phải phỏng đoán nữa mà là chắc chắn nó sẽ khoảng tầm 305. 305 cho tới 307. 305 cho tới 307mm của 6.000 và cây... 7.000 thì sẽ ngót nghét 300. Đó, đó là những cái thông số của sản phẩm vợt. Còn cân nặng thì hai cái này nó xem nhau khoảng tầm 88 cho tới 89 gram một cây. 88 cho tới 89 gram. Vừa bảo không đo cân nặng nhưng mà thôi, cứ đo cho nó vui. 88 đến 89 gram một cây thì hai cái vợt này đều là những cái vợt 4U. Vậy tối nay anh em chúng ta sẽ cùng ra sân vã. Anh em nghĩ 6.000 hơn hay 7.000 hơn?
Lại một buổi tối anh em chúng ta gặp nhau ở sân Hồ Đền Lừ. Hôm nay thì chúng ta đã đi test cùng nhau hai sản phẩm vợt là Habitech 6000 và Habitech 7000. Hai sản phẩm này thì với mức giá cây 7000 khoảng hơn 3 triệu, còn cây 6000 thì hơn 2 triệu. Vậy thì ở cái mức giá này cho hai sản phẩm được gọi là cao cấp này, khá ổn đấy anh em. Giá mềm, đẹp, phù hợp cho nhiều đối tượng chơi. Đặc biệt ở hai sản phẩm vợt này thì mình thấy hôm nay khi ra sân mình chơi cả hai sản phẩm đều là những sản phẩm khá là dễ thuần. Ở cây 6000 thì những bạn nữ nào mà có lực tay ở mức trung bình cũng có thể chơi được, trung bình khá là đều chơi được rồi. Còn cây 7000 thì những bạn nam có mức lực tay ở mức trung bình khá cũng có thể chơi được. Đây là những sản phẩm cao cấp dành cho đa dạng đối tượng chơi, không phải là người chơi thực sự khá mới chơi được, mà cái này đa dạng mọi người đều có thể chơi được. Nữ chơi 6000, nam chơi 7000 thì mình thấy là đều ok. Hôm nay mình đánh thì cái lối đánh của hai cái cây vợt này nó giống nhau, nên mình sẽ chấm hai cái điểm nó sẽ giống nhau luôn. Cây vợt 6000 và 7000 này thì mình chấm cái điểm số tấn công nó 8.5/10. Còn về điểm số phòng thủ phản tạt của hai sản phẩm vợt này thì đây là hai cây vợt công thủ toàn diện, phòng thủ phản tạt đều khá ổn, nhanh, chính xác, bởi vì mặt vợt khá là phổ thông anh em ạ, vành vợt bo tròn. Mình chấm cái điểm số phòng thủ phản tạt của hai sản phẩm vợt này là 9/10. Cuối cùng là cái điểm mà mình thích nhất ở trên hai sản phẩm, đó là phông cầu cũng như là trái tay. Hai sản phẩm đều trợ lực cho chúng ta phông cầu rất là dễ, trái tay ổn nếu mà anh em cầm sâu đúng một tí. Còn những quả phông lao thì có vẻ là cây 6000 sẽ tốt hơn, còn 7000 thì sẽ không tốt bằng. Nhưng mình chấm đều đều nhau thì hai cây này thì phông cầu và trái tay 9/10 đều rất hay. Đây là hai cái sản phẩm mình có cái mức điểm nó khá xem nhau, tương đồng nhau về cái lối chơi, bởi vì nó khá là dễ đánh, không có cái điểm gì thật nổi bật, nghĩa là nó khá là dễ chơi, nên là các anh em có thể yên tâm lựa chọn hai sản phẩm là vợt này, kể cả những người mới chơi hay là những người chơi lâu năm đánh cũng khá ổn. Như tay tôi hôm nay tôi đập cũng không thấy bị rung đâu. Đó là tất cả những gì mà mình muốn nói về hai sản phẩm 6000 và 7000. Anh em hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Nhớ like, subscribe YouTube với Vshop và nhớ nút chuông để đón chờ những clip khác nhanh và sớm nhất tới từ chúng tôi. 6000, 7000. Tốt.